Xin chào các bạn. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính điểm tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2022 rất là hay. Thì đầu tiên các bạn sẽ vào trang Google, bằng các bạn vào trình duyệt web cung cấp hoặc là Chrome hoặc là ứng dụng bất kỳ. Thì các bạn sẽ gõ vào là trung học phổ thông quốc gia.edu.vn. Đây là cái trang chính thống và đang quá trình thử nghiệm và chờ phê duyệt của Bộ Công nghệ Thông tin. Rất là hay. Thì các bạn vào trang này, các bạn lưu ý là chúng ta vào cái phần đúng, cái phần trung học phổ thông quốc gia .edu.vn, các bạn kích vào. Rồi, như vậy là sau khi chương trình đã vào xong, thì ở đây chúng ta thấy trong cái video mà trước đó thì mình đã giới thiệu các bạn cách là tra cứu điểm thi năm 2022 chính thống rất là hay. Thì bên cạnh đó là nó có phổ điểm thi rồi tra cứu điểm chuẩn, điểm sàn rất là hay. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn công cụ mới, đó là công cụ tính điểm tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Và các bạn sẽ bấm vào đây, và hai tính năng mới hiện tại đang cập nhật của hệ thống đó là công cụ tính điểm tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và địa chỉ tra cứu trên cứu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Thì các bạn sẽ vào mục đầu tiên, công cụ tính điểm tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Rồi các bạn sẽ vào, sau khi vào các bạn sẽ kéo lên, thì ở đây là ví dụ như các môn hệ giáo dục trung học phổ thông và hệ giáo dục thường xuyên, thì các bạn hệ nào thì các bạn sẽ chọn hệ đấy. Rồi sau khi có điểm chúng ta nhập vào, ở đây mình ví dụ là 5, môn văn là 5, tất cả là cho 5 hết đi. Rồi tiếp theo mình những môn điểm môn tổ hợp, như là mình bấm là 5 luôn chẳng hạn, tổ hợp 2 mình bấm 5, 3 mình bấm 5 luôn, ví dụ vậy. Và điểm trung bình cả năm lớp 12 bấm 5 luôn. Điểm khuyến khích mình bấm là 1 chẳng hạn, điểm ưu tiên là 1 chẳng hạn. Bây giờ mà mình bấm. Sau khi các bạn mở nhập xong thì các bạn sẽ bấm phần tính, thì lập tức là chúng ta thấy là có kết quả ngay, điểm xét tốt nghiệp của bạn là 6,17. Như vậy là bạn đã tốt nghiệp rất là đơn giản và nhanh chóng cái phần này. Rồi sau đó chúng ta sẽ lên cái ứng dụng thứ hai, đó là ứng dụng địa chỉ tra cứu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Đó, thì lập tức là trang web sẽ di chuyển tới là cái phần tra điểm mà mình đã giới thiệu cho các bạn ở cái video vừa rồi. Đó, đây là cập nhật thông tin và địa chỉ tra cứu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Rồi, như vậy là trang thông tin điểm thi và địa chỉ tra cứu để quý thầy cô và phụ huynh các em theo dõi. Như là tất cả các trang ở đây. Địa chỉ tra cứu, cái trang chính thống là trang là trung học phổ thông quốc gia.edu.vn điểm thi, và công cụ tính điểm xét tốt nghiệp như là nằm trong này, và các trang khác chẳng hạn như là của Sở Giáo dục của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, vân vân, Giáo dục Hải Phòng, thì tất cả là có ở trên đây để các bạn có thể tra cứu. Tất cả các sở giáo dục đều có trong đã cập nhật trong cái bảng này. Thì các bạn sau khi mà có điểm thì các bạn bấm và tra cứu rất là đơn giản, hoặc các bạn để làm nhanh thì giống như cái video trước mình đã giới thiệu, thì các bạn sẽ vào phần tra cứu để chúng ta tra cứu nhanh điểm thi, tra cứu điểm thi thì mình chỉ cần kích vào đây thôi, như cái video mình đã giới thiệu trước đó. Đây, rồi chúng ta nhập số báo danh có 8 chữ số thì ra ngay. Rồi như vậy là trong cái video này mình đã giới thiệu các bạn là cách tính điểm tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 rất là hay và nhanh chóng. Hy vọng video mang đến các bạn những giá trị nhất định. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.